các bạn. Thì như bạn biết thì mình đang ở trong nhà mình. Thì nhà mình nhìn qua thì giống như là một cái phòng ngủ. Nhưng mà nhìn kỹ lại á thì nó giống như là một cái phòng tắm. Nhưng mà nhìn kỹ lại á thì thấy nó giống một cái phòng khách hơn là một cái phòng tắm. Thì cũng là nhà mình thôi, đúng không? Không phải, nhưng mà thấy nhà mình nó hơi giống một cái office hơn là một cái phòng khách, đúng không? Nhưng mà nhìn lại cũng thấy không có giống lắm, bởi vì nhà mình có vẻ như giống như là cái gara hơn là một cái phòng office. Các bạn thấy có đúng gì không? Hay rõ ràng nhà mình là một cái gara. Nhưng mà không phải, nhà mình có vẻ như là giống như là một cái sân vườn thì phải. Giống như là một cái quán cà phê đèn mờ, đúng không? Nhưng mà nhìn nhìn lại, ủa sao nhà mình cũng có cây ớt luôn? Vậy có phải là nhà mình là một cái vườn ớt? Hay là nhà mình là một cái khu tối đen như mực? Chắc vậy đó. Chắc nhà mình là một khu tối đen như mực. Và nhà mình có tiếng máy bay ồn ào quá. Thì chút xíu nữa mình sẽ đi ra cái khu thùng rác và mình sẽ nói là ồ, nhà mình sao nó thúi giống cái thùng rác quá. Các bạn xem tới đây thì chắc là các bạn tá quả tam tên, các bạn không biết là ủa bạn này làm lít tiếp gì mà ngộ ha. Ok, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, chia sẻ trước cái clip đi thì các bạn sẽ thấy được nó ra như thế nào. Nhưng mà cái title của cái clip mình á, thì vẫn là đừng có ngu như cái đám ba kia 75. Rồi thì đây, có phải là American Dream nữa không? Thì cái title này á nghe rất là utter American Dream, tức là sao? Thời bây giờ dưới thời Joe Biden đền thì nó không có còn là dream nữa. Nhưng mình nói đó, không phải là toàn bộ đi tới cái đường quận 1 gì đó, người ta vẫn xếp hàng tròn trắng để được đi Mỹ, right? Rồi cái biên giới phía nam nước Mỹ, biên giới Mexico, người ta vẫn tìm cách người ta đi vô Mỹ. Đó là cái sự thật, không ai có thể chối cãi được cái điều đó. Thì cái clip của mình bạn sẽ thấy là cũng trong cái nhà, nhưng mà nó có phòng này, nó có phòng kia, right? Y như thầy Bob James Boy vậy đó. Ông nào nó cũng đúng á, nhưng mà chưa có đủ. Thì cái clip này là như vậy. Rồi thì mình nghe nha. Mình đã tới Mỹ. Chúng mình đã tới Mỹ ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên tới Mỹ và sau một tháng ở Mỹ. Nhìn, ngày đầu tiên ở Mỹ thì nó đi tới cái Golden Gate, right? Của California, là của Mỹ. Nhưng không phải là toàn bộ của Mỹ. Thì đó là cái luận điểm ngu của cái đám ba kê 75 và cũng như là cái đám Hồ Kiều hay cái đám Hồ Việt Kiều thất bại. Chúng mình đã tới Mỹ. Mình còn đang okay. Đó, rồi. Một tháng sau thì nó lựa cái chỗ gì? Bạn thấy cái con đường không? Chằng chéo này nọ, mặc cái quần cũng tàu lao bập xịt nữa. Thì nó là gì? Mỹ. Wow. Chúng mình vẫn còn ở Mỹ một cách chán nản. Một tháng đi chơi ở một tháng thì hết tiền hoặc là bị vấn đề gì đó thì tục tháng đó tại sao không tới những cái chỗ khác chơi? Bạn thấy nó rất là ngu không? Rồi tiếp tục, ngày đầu tiên ở Mỹ thì như thế nào? Trong lành. Ôi, không khí thật là trong lành, bạn thấy không? Đó là một cái cây xanh, xí có vẻ như là một cái khu công viên. Người ta đi bộ nè, thấy chưa, thấy khu công viên không? Rừng cây thì rõ ràng thì nó phải trong xanh chứ, nó ngu vậy. Chóng lên. Ôi dồi, cái tiếng ba kê. Rồi, một tháng sau ở Mỹ, cái bãi nước đái, cái thùng rác, nó đi qua cái thùng rác rồi bịch ni lông này nọ, thì cái chỗ này nó phải thối chứ. Trời ơi, nói gì mà ngu thế. Ba kê 75. Giống như cái clip mình quay đó, bạn đi vô cái toilet
thì nó phải có cái mùi của cái toilet. Bạn đi qua cái khu để thùng rác, nó phải thùng rác. Bạn đi ra cái gara, nó phải có mùi xăng, mùi xe. Bạn đi vô cái phòng ngủ thì nó không khí phòng ngủ, hoặc là bạn đi vô cái phòng của mình, đó là cái phòng computer, cái phòng office, thì nó không thể nào mà nó giống như là cái những cái phòng khác được. Đó, thì tháng sau ở Mỹ nó lựa cái chỗ như thế này và nó nói cái gì? Khai. Đi đâu cũng thấy khai. Ôi rồi cái tiếng Bắc Kỳ, đi đâu cũng thấy khai. À, mẹ nó đi vô cái toilet nó có thấy khai không nhỉ? Rồi, tiếp tục. Ngày đầu tiên ở Mỹ nó đi tới đâu? Có vẻ như là một cái siêu shopping gì đó. Để đây, thì cái này là lẽ mà một cái mall hơn. Right, bạn ơi, có thấy đúng không? Một cái mall thì nó như thế nào? Đường phố ở đây rất đẹp luôn. Đường phố rất là đẹp luôn. Một tháng sau ở Mỹ nó tới cái đường gì? Chắc là cái khu này, cái khu George Floyd hả? Los Angeles hả? Nhìn nè. Đó. Trời ơi, nó lựa đường phố, cái xe cũng ba trợt ba lộn. Rồi chó, ỉ, gà, mửa này nọ. Chỗ này thì chắc chắn nó phải thúi rồi. Vậy, nó phải dơ rồi. Đúng không? Rồi, nghe con ba kê 75 nó nói cái gì? Cảm giác là khác luôn. Toàn rác là rác. Toàn rác là rác. Con mẹ nó, sao nó không đi tới cái chỗ mà người ta đổ rác, mà nó nói chỗ này sao anh Mỹ toàn là rác không luôn đi ta. Mày thấy nó rất là ngu không? Ôi giời ơi, ba kê 75 ơi là ba kê 75. Mỹ là một đất nước rất là phát triển. À, Mỹ là một đất nước phát triển ngay từ đi tới Mỹ. Cái khu này là chắc là một cái downtown, không phải downtown, là một cái khu shopping center hay là cái gì đó. Nhìn cái tòa nhà này, à, người ta văn minh lịch sự không? Rồi, one way đồ. Mình chắc chắn là downtown, nhưng mà ở đâu đó? Thì coi, coi nó nói cái gì, một tháng sau nó nói cái gì? Ở đây rất là Cái nó qua cái chỗ này. Cái chỗ này nhìn cũng không có tệ, nhưng mà bạn nhìn cái cách cầu thang này này, thì cái này giống như là cái khu apartment. Right? Mà nó, cái này nó ngu quá. Nó phải tới những cái nơi á, mà phải nói là những cái khu ổ chuột á. À, mình có clip, mình tí rồi mình chèn clip vô cho cái nó thấy. Mà nó nói thì mình nói luôn. Để nó bắt công nó kêu là mình bên Mỹ rồi này nọ. Đây, Los Angeles. Ê, ma túy nha, không giỡn được đâu nha. Ma túy đó, nó chết ngay trên đường luôn. Đây, Los Angeles, California. Mình nói thẳng luôn, cái xứ cộng sản. Ôi giời ơi, con nó chết kìa. Ôi giời, phê quá. Nhìn đằng sau kìa, rác rến. Trời ơi, bao rác rồi. Ôi giời ơi, chết xong đã quá. Đó, mình không còn có che. Ok, nói là nói mà phải che. Mình không phải là ngu dốt, mình không phải là trên trời rớt xuống mà. American Dream. Ok, rồi quay lại clip của con đó an nha. toàn thế nào cả, Nó vô gia cư và điên chẳng thấy an toàn thế nào cả. nói Văn gì? minh ở đây rất là nhiều người vô gia cư và Ở đây rất là nhiều người vô gia cư điên chẳng thấy an toàn thế nào cả. và chẳng an toàn tí nào cả. Mà nó đã từ từ khúc này mới vui này. Cái ông này ông đi qua, ông này chắc là ăn xin, chắc là như vậy. Đó, ông thấy cái con điên này này, đó, nó nói người ta điên, nhưng mà người ta thấy cái con điên này á thì người ta còn né. Lúc Đây rất là nhiều người vô gia cư và điên, chẳng thấy an toàn thế nào cả. đó, thấy không? Thấy ông né này. Đó, thấy chưa? Ông thấy con điên này đi qua, ông bước qua, ông né nó. Thế mà con điên này nó nói người ta điên và không an toàn tí nào. À, trong khi mình mới share cái clip cho bạn đó, nó chích giữa đường đó, Los Angeles, California. Ok. Nó thẳng là luôn là như vậy đó. Thế mà nó nói. Đấy, thì mình nói là đừng có ngu như là ba kê 75 nhé. Nhé, đừng có ngu như vậy nhé. Rồi mình xem tiếp. Ồ, ngày đầu tiên ở Mỹ. Cái này nè, một 40% off. Cái này là chắc chắn là trong mall. Đi shopping nhiều đồ rẻ dã man luôn mọi người. Nhiều đồ rẻ dã man luôn mọi người. Cộng thêm thuế. Ê, cộng thêm thế. Ê, cái khu này mới ngu nè. Nhìn nghe nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nha. Vài nơi còn bắt buộc tips nữa thì Ok, đến chính. Hồi xưa giờ có ai mà đi vô trong mall đi mua đồ xong tip cho cái người ta trong mall không? Hả? Nè, kể coi. Ai đi shopping xong tip không?
Có phải là nó gắn lộn qua cái chỗ ăn uống xong nó qua đây không? Xí, nhưng mà nó rất là tỉnh rượi. Ôi trời ơi. Thêm thuế vài nơi còn bắt buộc tips nữa thì không hề rẻ nha. Không hề rẻ nha. Con mẹ nó mới đây. Ở Tại Mỹ nó ngu. Đúng không? Mọi người thấy cái đúng không? Tại nó ngu. Nó vô chỗ này 44% off thì nó kiếm chỗ nào đó 60% off cũng trong mall đàng hoàng. Ok, nó muốn mua đồ gì đó, cái này là Michael Kors. Hey Michael Kors, right? For 40% off. Nó có thể đi kiếm chỗ nào 80% off. Nếu mà cái mall này mà nó chỉ có 40% off, nó qua cái mall khác nó lại 80% off. Tùy, ngu ngu hay không ngu là chuyện của nó. Ok, còn mua trong đây không có ai bắt tip hết đấy. Người ta sống ở Mỹ từ nhỏ tới lớn này, từ năm này qua năm nọ, chứ không phải có mới một tháng đâu. Ok, không ai vô mall mua đồ mà phải tip hết đấy. Đi ăn tip, yes. Đặc biệt là những cái chỗ do Cộng sản Dân chủ. Đi á, mà đi đông á, ba kê 75 á, nó qua đây nó sĩ diện đó. À, nó mời chục người đó, là tip nó in sẵn trong cái hóa đơn luôn. À, đó là cái văn hóa Mỹ, à, văn hóa Cộng sản Mỹ. Right. À, thì mình biết mình đang ở đâu, mình không phải trên trời rớt xuống. Ok, American dream, yes, it is. Why? You see the South border. You see in the district 1 in Saigon City. See? Do you see how long the light is? Ok. nhiều đồ rẻ dã man luôn mọi người, sống Cộng mà thêm ăn thôi. thuế vài nơi còn bắt buộc tips nữa thì không hề rẻ nha. Nó đã chọn 40% off. Nó mua hàng Michael Kors mà nó đòi hàng rẻ. Ở tiền ít mà hết cho thơm à. Ở ba kia 75 nó chỉ ngu thế. Ai cũng rất là À, ngày đầu tiên tới Mỹ cái khu này giống như cái khu hồi nãy nè. Ồ, rất là đẻ ha. Trời ơi, nhà cao tầng đồ, những cái business đồ này nọ ha. Mọi người rất là thân thiện. Phải con điên không? Đâu có ai đâu. Đâu có ai đây đâu, mày đặt giơ tay xin lên. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Are you crazy? Nobody there. How are you? Nó nói với mua con điên gì mà thế mà nó nói người ta điên. Người ta cười chứ chắc người ta lại thích. Đó, rồi qua thế này, mặc cái đồ như thế này. Cái này cũng là cái khu này. Nó có dơ giấy không? Có nhiều rác không? Hả? Nó có khai không? Hả? Con điên. Rồi, rồi nó nói cái gì? À, khu này nó nói cái gì? Người ta cười chứ chắc người ta lại thích mình đâu. Người ta cười chưa chắc người ta thích mình đâu. Ok, chính xác. Thứ nhất, ba kê 75, người ta chỉ lịch sự người ta cười thôi ha, chứ người ta không có thích ba kê 75. Ok, ba kê 75, người ta cười thôi chứ người ta chưa chắc người ta thích ba kê 75. Đó là xã giao thôi ha. Còn mày mới qua có một tháng mà mày đòi người ta thích mày là thích theo quái nào được hả? Giả sử một cái thằng nào đó lạ quắc lạ quơ nó đi vô trong nhà mày, nó ở trong một tháng mày, mày thích người ta không hả? Thế tự nhiên mày một cái từ một cái xứ đông là mày qua đây có một tháng, mày đi nói chuyện chưa biết chưa chắc mày đã nói chuyện với ai mà kêu người ta phải thích mày là thích như thế lạo. Người ta cười chứ chắc người ta thích mình đâu, nói chuyện ngu. Ok, ở thì đó là lý do tại sao bạn thấy mình làm cái clip đó. Thì cái con này nó nói rất là ngu, nó đi tới Golden Gate, chắc chắn nó tới California thôi, có vẻ nó chưa có qua Las Vegas là nó là qua nó mới đi qua Las Vegas, chắc là nó đã quay rồi và nó sẽ nói là ồ ngày đầu tiên của nó rồi, nhưng mà không, chắc là nó đáp máy bay xuống Los Angeles rồi xong nó đi lên San Francisco, hoặc là sẽ đi đi đâu quá vòng vòng đó cái khu nói chung đó là California, mình nghĩ là như vậy. Thì mình cũng không có quan tâm, mình thấy nó tự nhiên nó post lên cái mình thấy nó ngu ngu quá, đúng là ba kê 75 á, cái não của nó rất là ngu. Thì nó làm clip đó, thì các bạn thấy nó làm ngày đầu tiên và một tháng sau đó, ngày đầu tiên một cái nào đó, nhưng mà hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Ok, chừng nào nó đứng tại một cái khu đó luôn. Ok, giả sử như đứng ngay cho cái công viên ngay từ đầu á, nó kêu là ô không khí trong lành quá, mà một tháng sau đó cái công viên đó nó đổ tạ, nó khai á. Ok, mình đồng ý cái quan điểm của nó, nhưng mà không, ngày đầu tiên nó chọn cái công viên rất là đẹp và cái một tháng sau đó thì nó chọn cái khu rác rớt, cái khu homeless và nó kêu là khai quá,
thúi quá. Ngày đầu tiên thì nó ra công viên nó kêu trong lành quá, rồi tương tự như vậy. Bạn thấy không? Hai cái địa điểm, hai cái thời gian, hai cái không gian khác nhau, và nó tự nhận đó là Mỹ, trong khi nó tự biết đó là hai cái nơi khác nhau. Và nếu mà nó đi qua xa hơn California, tức là ra khỏi cái tiểu bang cộng sản, cái tiểu bang dân chủ cộng sản mà bây giờ Mỹ, người Mỹ nào người ta cũng biết rồi. Ok, California, New York, rồi phía trên của California là Oregon, right? Rồi vòng vòng những cái tiểu bang dân chủ thô tả. Ok, Mỹ nào nó cũng thấy rồi. Ok, bớt ngu lại. Ok, trên trời mình rớt xuống á, mình nói, người ta nói, ông bà có cái câu gì? Ngu thì dựa cột mà nghe. Ha, được chưa? Ok, ba kê 75. Ha, thôi, bye mọi người nha. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.